Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này tuổi Tý càng vội vã càng dễ phạm sai lầm, bạn cần lấy câu nói, chậm mà chắc làm kim chỉ nam cho bản thân. Nếu cứ theo đuổi những mục tiêu hoành tráng thì càng đi xa thực tế. Thay vào đó, bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ giúp cả quá trình của bạn có định hướng rõ ràng hơn. Tỷ kiên xuất hiện vào đầu tuần khiến bạn nghĩ rằng đây là tuần cực kỳ khó khăn và xui xẻo thế nhưng mọi việc không hẳn như thế càng về cuối tuần mọi việc sẽ càng thuận lợi và còn có thể mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận kha khá nữa đấy. Vận trình tình cảm của người tuổi Tý lúc này không được như ý, có thể vì nhu cầu tình cảm càng lớn khiến nhiều càng khó điều khiển cảm xúc của mình trong tình yêu. Song, đây không hẳn là một tin tiêu cực. Bạn có thể tận dụng nó để hâm nóng lại tình cảm, tạo thêm nhiều trải nghiệm yêu mới mẻ cùng nửa kia. Sao thiên cầu hung tinh nhắc nhở bạn mệnh tránh xa những mối quan hệ gây phiền phức? nhất là những người không ngay thẳng, thích lấy câu chuyện làm quà sẽ là nguồn cơn của những thị phi cuộc sống của bạn. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tuần này, người tuổi Sửu không đủ nhạy cảm trong việc đánh giá vấn đề. Bản mệnh cần cẩn thận với khả năng phán đoán của mình khi làm việc đội nhóm. Có thể những người sở hữu một vỏ bọc tốt đẹp lại không hữu ích như bạn tưởng hãy dùng óc quan sát và khả năng suy luận của mình để đưa ra quyết định sáng suốt cho cả đội sao thiên đức cho thấy cơ hội phát tài của người tuổi sửu đang tới có thể một người nào đó hỗ trợ bạn cải thiện tình hình tài chính hiện tại người này có thể tận tình đưa ra lời khuyên hoặc trực tiếp hướng dẫn đường đi nước bước cho bạn nhiều mâu thuẫn sẽ nảy sinh quanh các mối quan hệ của người tuổi sửu bình thường bạn dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của họ nhưng tuần lễ mới khiến tâm trạng của bạn gắt gỏng hơn hẳn nhưng trước khi bạn tự châm ngòi nổ theo cảm xúc của mình, hãy lùi về để suy nghĩ cách ứng phó thấu đáo hơn. Qua lần này, bạn cũng sẽ học được cách đặt ra ranh giới cho bản thân và đối phương trong một mối quan hệ. Tử vi tuần mới của tuổi dần từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuần lễ mới này mang lại nhiều niềm tin tích cực để người tuổi dần thực hiện những mục tiêu cuộc sống đang dở dang ngoài ra những người bạn cũng tạo cho nhiều cảm hứng để trang trí biến hóa không gian sống của mình bạn muốn được mời họ ghé thăm nhà mình những ngày cuối tuần để cuộc sống thêm rộn ràng tuần này niềm vui và nỗi buồn xen lẫn và nhìn chung không phải lúc nào cũng suôn sẻ vì thế bản mệnh nên lưu ý tận dụng của lợi thế khi có thực thần ghé thăm thời điểm đầu tuần để thực hiện những việc mình cần làm sau đó nếu có sai sót thì tập trung chỉnh sửa vì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn vào cuối tuần cơ hội tình cảm đang mở ra với người tuổi dần tại thời điểm hiện tại những ai độc thân cần cởi mở hơn mới hy vọng tìm kiếm được tình duyên ưng ý cho mình. Với những nàng đã có chủ, bạn nên mạnh dạn tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ cùng nửa kia trong tuần này bạn nhé. Bạch hổ hung tinh có hại cho sức khỏe của bản mệnh và khuyên bạn ngay lập tức nên theo đuổi một lối sống lành mạnh. Nhưng quan trọng hơn hết bạn đừng nên để những động lực này trở thành sở thích nhất thời. Hãy tìm cách biến chúng thành một phần trong thói quen sinh hoạt của bạn. Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo tuần này đem lại cho con giáp tuổi Mão những mối quan hệ mới. Đây là thời điểm bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối đặc biệt giữa bản thân với các mong muốn và khát khao thầm kín. Trực giác của bạn cũng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Do đó, hãy tin tưởng nghe theo trái tim và chữa lành những vết thương bạn đang níu giữ xem bói tử vi công việc đội nhóm sẽ được tiến hành thuận lợi trở lại giúp người tuổi mão cảm thấy an tâm hơn đặc biệt trải qua một quá trình đã nhìn nhận được ai là người bạn nên giữ lại trong đội của mình những lời mời hợp tác cũng được tiến hành thuận lợi trong tuần này tuần mới mang lại cho bạn thuận lợi về việc cải thiện tình hình công việc với sự góp mặt của chính quan nhưng vì tập trung quá nhiều nên bạn đang để ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân việc suy nghĩ nhiều cũng có thể khiến bạn kiệt sức hay bị đau đầu chóng mặt nhé Nhờ sao tử vi mà tuần lễ mới này sẽ đánh dấu những tiến bộ của bản mệnh trong việc quản lý tài chính. Bạn có thể đã rút ra được nhiều bài học quý giá trong thời gian qua và đây là thời điểm bạn dần biết cách nắm bắt các cơ hội tiền tài đang đến. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng trong tuần lễ mới, khuyên người tuổi Thìn cần trở nên dè dặt hơn hãy cẩn trọng với các đối tượng mà bạn quyết định tiết lộ bí mật cho đây cũng là thời điểm trực giác của bạn cực kỳ nhạy bén vậy nên hãy cân nhắc lắng nghe trực giác của mình khi nó đang cố gắng cảnh báo bạn điều gì đó có người thân thiết khiến người tuổi thìn buồn lòng đây là cơ hội tuyệt vời để học cách đặt ra ranh giới cho bạn trong các mối quan hệ thân thiết bạn không cần phải tức giận với lỗi lầm của đối phương hãy nhẹ nhàng nói cho họ nghe về cảm xúc của bạn với nhiều cặp đôi tuần lễ mới đòi hỏi hai bạn phải đối mặt với nhiều cuộc nói chuyện nghiêm túc quyết định tương lai của cả mối quan hệ ảnh hưởng của đại hao nên bạn có phần mua sắm thiếu kiểm soát nhưng bạn có suy nghĩ là mình kiếm được nên tiêu được cho đến khi một người cho bạn lời khuyên quan trọng bạn nên nhận ra lỗi sai của mình để sớm thay đổi thái độ với tiền nhé tuần lễ mới sẽ giúp có cái nhìn rõ ràng hơn về thói quen tiêu tiền của bản thân đa số các hành động liên quan đến chi tiêu đều bắt nguồn từ yếu tố tâm lý Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố này nhưng bạn có thể giảm thiểu tác động của nó lên quyết định tài chính của mình. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, nhiệt huyết của con giáp tuổi Tỵ đặc biệt dâng cao trong tuần lễ mới, khiến bạn trở nên thiếu kiên nhẫn trong công việc. Xong, bạn có thể lật ngược tình thế bằng cách tận dụng nguồn năng lượng mới này để đào sâu vào những khó khăn bạn đang gặp phải. Liệu những dự án bạn đang theo đuổi có thiết thực không, hay quy trình làm việc có lỗ hổng nào đó bạn chưa phát hiện ra? Đây cũng là tuần lễ các có thể thu hút nhiều đối tác nhất dù với mục đích yêu đương hay làm ăn. Dù người tuổi Tỵ đang độc thân hay có đôi có cặp thì lúc này bạn luôn có cảm giác cô đơn điều này có thể vì lâu nay bạn cứ mong người ta mang lại niềm vui cho bạn mà quên mất việc tự mình tìm động lực tình yêu trong cuộc sống bạn không nên trách ai mà nên soi lại bản thân xem thực sự bạn muốn gì và thay đổi nhé ảnh hưởng của tiểu hao nên bản mệnh có xu hướng mua nhiều khoản nhỏ bạn tưởng không lãng phí nhưng thực ra là chúng đang làm thâm hụt tài chính của bạn đấy nhất là những ai hay đặt hàng online để mua những món rẻ tiền nhưng không phải món đồ nào bạn cũng dùng đến Tử vi tuần mới của tuổi Ngọ từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Đây là tuần lễ để người tuổi Ngọ bình tĩnh để tìm cách cải thiện mọi thứ, thực hiện những bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của. Trải qua nhiều biến cố, bản mệnh đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và tự nhận thức được điều gì tốt và phù hợp với bản thân. Bạn cũng đã có thể tháo gỡ lớp phòng vệ của mình và cho phép bản thân cảm nhận thế giới qua lăng kính nhiều màu sắc hơn ngoài ra sẽ có cơ hội để cân bằng thậm chí bắt đầu xây dựng lại mọi thứ trong gia đình mình theo chiều hướng tích cực hơn chuyện tình cảm của con giáp tuổi ngọ trong thời gian này không phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn nên người độc thân vẫn phòng đơn gối chiếc những cặp đôi do ít thời gian chia sẻ nên hiểu nhầm giữa hai người ngày càng nhiều hơn hãy sắp xếp lại cuộc sống để dành nhiều thời gian hơn cho nhau bạn nhé bạn cũng mở màn tuần đặc biệt vui vẻ với nhiều tin vui trong mảng tài chính khi chính tài ghé thăm có thể, một cơ hội việc làm hoành tráng hoặc một công việc bán thời gian thú vị đang chờ đón bạn. Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Cuộc sống của người tuổi mùi thời gian này khá ổn định cũng là nhờ vào tình hình tài chính của bạn có thể giải quyết những khoản chi tiêu đang tồn động và sắp xếp lại những ưu tiên của mình may mắn đây cũng là thời điểm khả năng chú ý đến chi tiết của bạn được nâng cao giúp bạn cải thiện kế hoạch tài chính của mình nhiều người tuổi mùi nhận ra tình cảm của mình không có lối thoát thậm chí muốn nói lời chia tay lúc này cũng là một trong những khó khăn của bạn với người độc thân dễ vướng vào chuyện tình tay ba nếu bạn không tìm hiểu kỹ đối phương vì thế bạn chớ nên vội vàng kẻo có quyết định sai đấy nhé những dự án đang bị đình trệ cũng sẽ dễ dàng được tái khởi động hơn nữa công việc đội nhóm cũng suôn sẻ nhờ mọi người nhanh chóng hiểu ý lẫn nhau bạn cũng biết lắng nghe và sửa chữa những sai lầm của mình trước đây. Nhờ sao thay âm cắt tinh, trợ mệnh mà người tuổi mùi có nhiều cảm hứng và năng lượng để thay đổi thói quen xấu bằng những thói quen tốt giúp cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thầy tử vi chỉ ra rằng, khi mọi việc ổn thỏa hơn cũng là lúc thích hợp để người tuổi thân có thể tự tin bắt gặp nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập cho bản thân. Hãy mạnh dạn tìm đến những người có sức ảnh hưởng và gây sự chú ý đến họ. Sao dịch mã chủ di chuyển khuyến khích bản mệnh đi nhiều, biết nhiều để mở rộng mối quan hệ với mọi người hơn nữa cơ hội công việc cũng vì thế mà tăng dần tuy nhiên bạn nên để ý tới sức khỏe vì việc đi lại khiến bạn dễ bị xuống cân hoặc người dễ tăng cân lại tăng nhanh vì ăn uống thiếu khoa học thiên tài ghé thăm sẽ mang cơ hội về tiền bạc cho bản mệnh vào cuối tuần khi bạn thể hiện sự chăm chỉ cố gắng không ngừng trong những việc mình làm không cần đợi được khen thưởng bạn cứ làm việc bằng cái tâm thì mọi thứ sẽ tự nhiên tới nếu người độc thân vẫn chỉ tham gia với vòng tròn bạn bè cũ thì bạn ít có cơ hội gặp được người phù hợp không phải ngay lập tức nhưng bản mệnh hãy từ từ tiếp nhận những tình cảm mới chớm nở trong bạn. Hãy tìm cách cân bằng giữa thực tế và lăng kính màu hồng do cảm xúc của bạn mang lại. Đừng vội hành động theo con tim của mình. Tử vi tuần mới của tuổi dậu từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tử vi hàng tuần 12 con giáp dự báo, phương diện sự nghiệp của con giáp tuổi dậu vô cùng thuận lợi. Nhiều người nhận được sự công nhận từ những người xung quanh và dễ dàng lọt vào mắt xanh của những người có sức ảnh hưởng lớn. Trong tuần này chỉ có Thiên Quan xuất hiện vào giữa tuần làm gián đoạn cuộc vui của bạn một chút mà thôi. Nhìn chung bản mệnh là người chủ động nên không có gì làm khó được bạn. Sức khỏe về cơ bản khá ổn định, không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, nhờ Thái Dương cát tinh trợ mệnh mà bản mệnh làm gì cũng có một sức hút khó cưỡng vô hình nào đó mà không phải ai cũng giải thích được điều này khiến việc thuyết phục khách hàng hay gây ấn tượng với người khác giúp cho công việc trở nên dễ dàng hơn với bạn có những việc người tuổi dậu không thể trốn tránh chuyện tình cảm hiện tại của mình trong đời sống lãng mạn sẽ đòi hỏi nhiều kết nối tình cảm và cả những cam kết từ đối phương do đó nếu đang ở trong một mối quan hệ mập mờ bạn chắc chắn sẽ muốn nói chuyện thẳng thắn để giải quyết tình trạng này giữa cả hai Tử vi tuần mới của tuổi tuất từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tuần mới con giáp tuổi tuất nên giữ sự khiêm tốn trong mọi việc, nếu có thể thì nên hạn chế nêu ra ý kiến vì có thể có ý tốt khi đưa ra lời khuyên cho người khác. Nhưng không may, những lời nói của bạn có thể bị bẻ lái theo hướng tiêu cực. Vì vậy, dù bạn có tường tận về tình huống người kia đang đối mặt như thế nào, hãy để họ tự tìm ra cách giải quyết của riêng mình chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này cũng không được như ý bạn muốn làm nhiều việc nhưng bị người ấy ngăn cản vì họ không đủ tin tưởng vào năng lực của bạn sự chênh lệch về kiến thức và năng lực trong một số việc khiến hai người không hiểu ý nhau và bạn không cảm thấy được ủng hộ may mắn là việc giao tiếp của các sẽ trơn tru trở lại đây là tuần lễ bạn có thể dành thời gian để hòa giải những hiềm khích trước đây với bạn bè người thân có thể bạn không cần phải đề cập đến mâu thuẫn đã qua chỉ cần bắt đầu mọi thứ lại từ đầu sức khỏe cũng là một vấn đề mà bản mệnh cần lưu tâm trong thời gian này. Ảnh hưởng của thái tuế hung tinh, gây điểm báo tai nạn bất ngờ, cẩn thận trong công việc, khi xuất hành bạn nhé. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tâm huyết của người tuổi hợi không được đón nhận nên những dự định bạn đề ra đều bị bác bỏ. Tuy nhiên, điều đó có lẽ không công bằng với bạn do đó khi đề nghị của bạn bị từ chối đừng vội tức giận bạn có thể thử thuyết phục họ bằng các lợi ích họ sẽ nhận được quan trọng là cố gắng thỏa hiệp hết sức có thể những vấn đề khó khăn nhất của bạn xuất hiện vào đầu tuần nhưng mọi thứ sẽ qua đi vào cuối tuần lúc có thiên ấn tương trợ là khả năng sáng tạo của bạn được phát triển mạnh mẽ vào giữa tuần lúc đó bạn có thể vẽ ca hát hay múa nhảy là những gì mình thích để cải thiện tâm trạng có như thế sức khỏe tinh thần của bạn mới được cải thiện cảm xúc của con giáp tuổi hợi tại thời điểm hiện tại lại không ổn định khiến bạn cảm thấy bất an và dựng lên một bức tường ngăn cách cả hai bạn đừng vội trốn chạy tình cảm vì chút bất ổn trong suy nghĩ của mình hãy thử cởi mở trò chuyện để hiểu thêm về đối phương nhưng may mắn là có bách việt đào hoa hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện khía cạnh tình cảm trong tuần này chỉ cần bạn cởi mở bạn sẽ phát hiện ra nhiều điểm tương đồng thú vị giữa cả hai tuần lễ mới cũng giúp bạn mở rộng vui chơi giải trí cũng như bồi đắp thêm cho những mối quan hệ đang có cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại